Răng sứ trên implant thì nó cũng có những cái vật liệu khác nhau, cũng gần giống như là cái răng sứ trên răng tự nhiên. Có nghĩa là chúng ta có thể dùng cái sứ kim loại, tức là dùng cái kim loại bên trong để nâng đỡ và phủ sứ bên ngoài. Và loại thứ hai là toàn bộ bằng sứ luôn, tức là dùng những cái vật liệu sứ mà mới hiện nay đó, dùng cái công nghệ CAD CAM, tức là công nghệ mà kỹ thuật số đó, thì như là không có sử dụng kim loại nữa, mà toàn bộ là cái khối sứ hay là cái đắp sứ như vùng thẩm mỹ. Thì ưu điểm nhược điểm đương nhiên nó cũng toàn sứ thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái chi phí thường nó sẽ cao hơn. Còn sứ kim loại thì nó vẫn là một cái vật liệu rất là tốt, nhưng mà cái thẩm mỹ nó sẽ không có đáp ứng được trong một số cái tình huống mà đòi hỏi thẩm mỹ rất là cao, hay là khi mà cái mô nướu của cái cô chú của bệnh nhân nó quá mỏng, thì nhưng mà cái sứ kim loại thì nó cũng không là phải là một cái vật liệu nó đáp ứng được. Thì đối với implant đó, thì những cái loại răng sứ khác nhau nó sẽ có thêm những cái số khác biệt. Thì có thể là cái dùng cái bắt vít. Bắt vít tức là cái răng sứ đó sẽ bắt vít trên implant. Thì cái ưu điểm của cái sứ bắt vít đó, nó sẽ có những cái khi bác sĩ cần tháo rất là dễ. Bác sĩ chỉ cần mở cái vít đó, bác sĩ có thể tháo ra và có thể sửa chữa dễ dàng. Còn cách thứ hai là gắn bằng xi măng, để dùng một keo dán mà gắn cái răng sứ vào trên cái trụ hình trên implant. Thì cái ưu điểm của cái gắn bằng xi măng đó thì nó sẽ không thấy cái lỗ vít, nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ngược lại khi mà cần tháo ra đó thì bác sĩ phải đục lấy ra, nó khó khăn hơn. Thì như vậy đối với cái răng sứ trên implant thì về cái vật liệu đó, thì nó cũng tương tự, nó cũng gần giống như là cái răng sứ trên răng tự nhiên. Tuy nhiên về cách kết nối đó thì nó sẽ có hai cách kết nối khác nhau, hoặc là bắt vít hoặc là gắn bằng xi măng. Trong khi đó đối với cái răng tự nhiên đó thì chỉ có một cách duy nhất, đó là gắn bằng xi măng. Tại Elite Dental thì chúng tôi sử dụng ba cái dòng implant khác nhau, chẳng hạn của Hàn Quốc, thứ hai là của Mỹ và thứ ba là của Thụy Sĩ. Thì như vậy thì cái chi phí điều trị nó cũng sẽ khác nhau. Thì chi phí điều trị cả cái implant và cả phụ huynh trên implant nó sẽ thay đổi từ khoảng dao động từ khoảng là 23 triệu cho đến 35 triệu tùy những cái loại implant khác nhau. Thì tất nhiên nếu mà kết hợp thêm những điều trị ghép xương thì sẽ tốn thêm những điều trị về chi phí về ghép xương, hay là những cái chi phí mà điều trị hỗ trợ đi kèm. Chi phí điều trị cho những cái điều trị all in four cho một hàm đó thì nó sẽ thay đổi từ 150 triệu đến 180 triệu cho một hàm, thì thay đổi tùy theo cái loại implant mà chúng tôi sử dụng để điều trị. So với cái nhổ răng đó thì những tình huống mà cấy implant, những tình huống cấy implant mà không cần phải ghép xương thì thông thường cấy implant nó sẽ ít xâm lấn hơn. Thì có nghĩa là chẳng hạn như chúng ta cần phải cấy một trụ implant thì thông thường nó sẽ ít đau hơn là phải nhổ cái răng, đặc biệt là những cái răng khó như là nhổ răng khôn. Thì như vậy cái việc cấy implant hầu như nó diễn ra cũng khá là nhẹ nhàng, khá là êm ái, đặc biệt là ngày nay khi mà những cái thuốc tê hay là những cái phương pháp mà vô cảm đi kèm, chẳng hạn như là tiền mê, rất là hỗ trợ rất là tốt, cho nên việc cấy implant ngày nay gần như có thể nói là không có đau. Điều trị implant á, là nó sẽ có những cái ưu điểm rất là lớn so với những cái điều trị mà trên những cô chú bị mất răng. Thì khi bị mất răng á, thì sẽ có thông thường sẽ có một số cái cách điều trị sau. Đầu tiên là cái hàm tháo ra lắp vào hay là cái hàm tháo lắp. Thì cái ưu điểm của cái loại này thì rất là rẻ, dễ làm nhanh. Tuy nhiên ngược lại thì cái nhược điểm rất lớn đó là cái ăn nhai rất là khó. Và cái ăn nhai hầu như là một số cô chú là không thể chấp nhận đeo những cái hàm tháo lắp được. Nó sẽ rất là vướng víu cồng kềnh và không có phát âm tốt được. Thì như vậy cái hàm tháo lắp thì có thể là rẻ nhưng mà rất là khó mà đáp ứng được cái nhu cầu ăn nhai. Cái giải pháp thứ hai mà điều trị implant có thể so sánh đó là những cái cầu răng. Thì cái cầu răng đó thì nó sẽ cố định luôn. Tuy nhiên thì cái cầu răng chỉ được thực hiện khi nào mà còn những cái răng hai bên. Và cái nhược điểm của cầu răng đó là phải mài đi những cái răng còn nguyên để mà gánh cái răng bị mất. Thì như vậy cái ưu điểm đó là không làm điều trị cũng khá là nhanh, nhưng mà ngược lại nhược điểm thì chúng ta phải mài đi những răng còn nguyên. Và có nhiều trường hợp là có thể là kết hợp phải lấy tủy những cái răng còn nguyên đó để mà phục hồi cho những cái răng đã mất. Thì như vậy cái điều trị implant đó, nó sẽ có một ưu điểm rất là lớn, đó là mất cái răng nào thì chúng ta sẽ cấy phục hồi lại cái răng đó và không có ảnh hưởng đến những răng còn lại, cũng như là có thể điều trị cho những trường hợp mà bệnh nhân bị mất toàn bộ răng. Thì cái đó thay vì đeo những cái hàm tháo lắp rất là cồng kềnh, rất là vướng víu, thì điều trị implant hay là có những cái hàm all in four thì cố định trên implant thì như vậy nó sẽ đem lại cái chức năng và cái thẩm mỹ rất là tốt cho những cô chú bị mất răng.